Nhiệt độ xuống âm 100 độ C, hàng xóm đều có gì để ăn và giữ ấm. Và tôi có cả một siêu thị thú đú mắt. Tôi vì ngu do tin lời một con mái nên bị cô ta và hàng xóm tàn nhẫn sát hại nấu canh uống. Bây giờ tôi sống lại, tôi sẽ nhất định đùa cợt với Bạch Liên Hoa, từ từ tra tấn đến chết, chờ đến khi đem ba xe vật tư đều đẩy về nhà, sau đó mở ra một không gian của mình, bỏ hết vào trong. Muốn thoải mái trong ngày tận thế, đầu tiên là giải quyết vấn đề thực phẩm, đó là giải pháp tốt. Ngoài những thứ tôi mua hàng ngày, những thứ khác có thể lấy từ kho, nhưng không được vội, phải điều tra trước đã. Sau đó là hệ thống sưởi. Sau ngày tận thế, nguồn cung cấp năng lượng cực kỳ khan hiếm, điều hòa nhiệt độ sẽ sớm hết tác dụng. Còn cần nhà tôi nữa, xây dựng một pháo đài thép không thể phá vỡ. Đầu tiên là sau khi lắp ráp đầy đủ tấm thép hoặc vật liệu hợp kim, ít nhất cũng phải chịu được những vụ nổ bình thường. Sau đó là thuốc, tôi phải giữ cho mình khỏi bị bệnh. Có rất nhiều loại thuốc thường được sử dụng trong kho của Tudu Mart, có thể điều trị các bệnh nhẹ như cảm lạnh, sốt. Nhưng những thứ này còn lâu mới đủ, bão Goji kéo dài ít nhất vài thập kỷ, tôi phải chuẩn bị thật kỹ. Cũng may là tôi có mối quan hệ tốt ở Thiên Hải, dù sao cũng là quản lý kho bãi, cũng biết một số nhân viên kho bãi bệnh viện. Chỉ cần có thể cho đủ tiền, bất cứ loại thuốc nào cũng có thể. Sáng sớm hôm sau, tôi mở ra dị không gian, xem sự thay đổi của vật tư ném vào bên trong, để lại thịt và trái cây và rau của sau một đêm. Không hề thay đổi. Dị không gian của tôi là độc lập với thế giới này bên ngoài. Có lẽ thời gian thay đổi quy tắc cũng khác. Có thể là do thời gian trôi chậm hơn, hoặc không có khái niệm thời gian. Đó là một tin tuyệt vời. Như thế này, tôi có thể đặt tất cả mọi thứ vào đó mà không cần phải lo lắng. Đã trông đủ thứ, nhưng khi tôi nhìn vào những con cá tôi bỏ vào, chỉ để thấy rằng tất cả chúng đã chết. Chết rồi nhưng vẫn còn tươi, cũng không xuất hiện biến chất. Vật sống không thể đưa vào, hoặc là sau khi bỏ vào cũng không thể sống sót lâu. Xem ra, ý tưởng sống ở đây không thực tế lắm. Vậy là, tôi lập tức gọi cho bên khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố Thiên Hải. Hồng Phúc Thiên Hạ, xin chào, đây là khách sạn Hồng Phúc Thiên Hạ. Tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi muốn mời khách trong nhà, mở tiệc nước 3 ngày 3 đêm, cần đặt 500 bàn ăn. Dưới 500 bàn là hơn 1 triệu đô ạ. Xin chờ một chút, để tôi đi hỏi quản lý của chúng tôi. Chào ông, tôi là Trần Đình Phương, quản lý khách sạn Hồng Phúc. Không biết ông tên là gì? Tôi tên Đỗ Tú, tôi muốn đặt 500 bàn tiệc. Có vấn đề gì không? Ông Tú đẹp trai, 500 bàn tiệc đáng giá hàng triệu đô. Nếu ông cần, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay cho ông. Nhưng tôi cần ông đặt cọc trước 200.000 đô. Không sao đâu, tôi sẽ gửi tài khoản của các anh. Tôi sẽ chuyển tiền cho các anh. Sau khi người quản lý xác nhận tiền đặt cọc với tài chính, ngay lập tức ra lệnh cho các bộ phận. Chúng ta có một đơn hàng lớn đấy. Bảo bộ phận thu mua nhanh lên, không nhận đơn đặt hàng nào khác từ phía bếp trưởng. Trong vòng một ngày, làm 500 bàn tiệc mà khách mời muốn. Tiền sẽ vô dụng sau một tháng, nhưng bây giờ muốn mua đồ vẫn phải dùng đến tiền. Tôi phải tìm cách kiếm tiền. Ngôi nhà này nằm ở trung tâm thành phố, diện tích 400 m², khu chung cư đã được xây dựng từ 10 năm trước. Dựa theo giá thị trường hiện tại, hơn 40.000 đô một mét vuông, nghĩa là căn nhà này đáng giá hơn 5 triệu đô. Vậy thì tôi sẽ thế chấp. Không phải là có tiền sao? Vì số tiền vay lớn và giấy tờ đủ, toàn bộ ngôi nhà cũng được cầm hết. Vay tiền rất chi là nhanh chóng, nhưng ngân hàng chỉ cho anh ấy vay 4 triệu. Lần này bỏ đi tiệc rượu tốn hơn 1 triệu. Tôi còn khoảng 5 triệu trong tay. Trang trí lại ngôi nhà chắc là đủ rồi, nhưng tôi cần một lượng lớn thuốc men và vũ khí. Số tiền này chưa đủ. Này anh bạn, anh đang cần tiền đúng không? Anh là ai? Tôi hỏi anh đang rất cần tiền không? Và ngân hàng không cho anh mượn. À, tôi định vay nặng lãi. Phải, công việc của gia đình tôi đang rất cần tiền. Bên kia ngân hàng. Ừ, giờ ngân hàng này làm rất nghiêm ngặt, các loại khuôn phép các kiểu, tiền cũng rất chi là chậm. Nhưng anh trai, nếu anh cần tiền gấp, tôi có thể giúp anh việc này. Anh thật sự có thể sao? Tôi cần hàng triệu đô đấy. Công ty chúng tôi chuyên làm, đó là công việc cứu người. Miễn là anh cần tiền để tìm chúng tôi. Các người thật sự có thể cho tôi mượn tiền. Tôi cần 5 triệu, chỉ cần các anh giúp tôi vượt qua chuyện này. Tôi hứa sẽ trả lại tiền trong vòng 3 tháng. Chuyện này dễ thương lượng. Công ty chúng tôi rất mạnh về mảng tài chính, đặc biệt là để giúp các anh như vậy, những người thiếu tiền để sử dụng. Đi thôi, chuyện này chúng ta vào công ty từ từ nói chuyện. Quản lý, đây là khách hàng muốn vay tiền của chúng ta. Tú tiên sinh, xin hỏi anh muốn mượn bao nhiêu? Tôi muốn mượn 5 triệu. Đó không phải là một con số nhỏ. Nhưng ông Tú, tôi đã nói trước, lãi suất của chúng tôi rất cao. Cứ chuẩn bị tinh thần. Việc làm ăn của ông Tú rất cần tiền. Chờ cho đến khi công việc bắt đầu thay đổi, chúng ta không thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn, phải không? Vâng, tôi sẽ trả lại sớm thôi. Lãi suất cao hơn thì cao hơn. Nếu anh có thể cho tôi mượn tiền, vậy thì tốt. Lãi suất của chúng ta là 4 điểm. Cho mượn 5 triệu, khi trả thì phải trả 7 triệu. Cho nên trước tiên anh phải viết cho tôi một tờ giấy nợ 7 triệu. Thêm nữa, anh phải có thứ gì đó đủ giá trị để thế chấp. Nhà xưởng, xe hơi cũng được.
Tôi giả vờ do dự một lúc, sau đó cắn răng một cái, lấy giấy tờ bất động sản ra khỏi người. Đây là tiền anh ấy mang đến ngân hàng để vay. Vừa vặn trên người, ngôi nhà của tôi trị giá hơn 5 triệu đô. Thế chấp cho các người là được rồi. Tôi có một chiếc Mercedes 300.000 đô. Đến lúc đó nếu không trả, các người cũng có thể lấy. Lần đầu tiên Trần Hùng nhìn thấy khách hàng vui vẻ như vậy, liền đem giấy tờ bất động sản qua xem. Sau khi xác nhận thông tin về ngôi nhà ổn, trong lòng hắn càng thêm hài lòng. Mặc dù Trần Hùng vẫn làm ra bộ dáng không hài lòng lắm. Vậy, căn nhà của ông đáng giá 4,5 triệu đô, nhưng muốn lấy 5 triệu của tôi. Tôi có chút thiệt thòi, ông chủ Trần, ông phải giúp tôi. Hiện tại tôi đang rất cần tiền, chỉ cần hôm nay ông có thể cho tôi vay. Tôi chỉ cần 4,5 triệu. Không, không, việc làm ăn này không hợp lý chút nào. Cuối cùng, sau một cuộc mặc cả, hai bên đạt thỏa thuận 4 triệu đồng. Ha ha ha, công việc này thật đơn giản. Thằng ngốc đó lấy 4 triệu rồi bỏ đi. Ít nhất chúng ta cũng có thể kiếm được 2-3 triệu. Không cần phải lo lắng về kết quả tháng này. Ông chủ, anh ta ký hợp đồng rất vui vẻ. Có vấn đề gì với căn nhà đó không? Giấy chứng nhận bất động sản không có vấn đề gì. Miễn là ngôi nhà là của hắn, hắn sẽ không thoát đâu. Không thể liên lạc với một số cơ quan ở nước ngoài, để xem hắn có gì đáng giá để bán. Ha ha, chúng ta chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Các bồ thấy hay thì like và subscribe cho Cúc Nhạc. Yêu các bồ nhiều.